quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay anh Thơ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một gương mặt nghệ sĩ trẻ đang rất là quen thuộc trên sóng của đài truyền hình Vĩnh Long. Đầu tiên thì anh đóng vai trò là đội trưởng trong một đội đã đoạt giải Á quân trong game show Cùng Nhau Tỏa Sáng. Và thời gian gần đây thì khán giả là được gặp anh với vai trò là MC trong chương trình Vượt Qua Thử Thách. Vâng, chắc đến đây thì có lẽ là quý vị cũng đã biết anh Thơ đang muốn nhắc đến ai rồi đúng không ạ? Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ Gia Bảo. Chào bạn. Gia Bảo xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Chào bạn anh Thơ. Sao ba? Ba nó ở nhà. Dạ. Chuyện mày của Mỹ Lệ đó, cha mẹ nó biết hay biết gì không? Dạ, biết hết rồi ba. Bây giờ tao nói má của mày đó, ăn ở làm sao không biết, bây giờ mày làm chủ là tại vậy đó. Con trai nhờ đức mẹ mà, tao đã nói với mày rồi, con gái là nhờ đức cha. Đạo đức của tao cao lớn quá bà con Trinh, mà thấy sùng sương không? Vô tư hồn nhiên, thấy không? Đó là như vậy là nhờ đức của cha thôi. Ủa sao hồn nhiên vô tư của ba nó khóc dữ vậy ba? Ai nói bảo mình đùa cái gì vậy? Vậy? Anh đừng nói nữa. Gì? Bọn đàn ông với anh tồi lắm á. Cái gì vậy? Sao có tao nữa? Ê, có tao nữa nha mày. Tao cũng đàn ông nha mày. Mày cái gì? Khoan, con xin lỗi ba. Ừ. Con nói đàn ông tồi chứ con có nói ông già. Sao mày cái gì? Anh yếu khổ à. Mày cái gì? Anh biết rồi, anh còn hỏi. Biết cái gì? Thì cái gì anh nghĩa đó. Anh nói là anh đi về, anh vỗ ba ảnh, nhưng mà đâu phải đâu. Chứ sao? Em mới qua chị Sương nói em là anh về đám cưới. Người ta đi cưới sở rồi hả? Hết 3 ngày rồi. Chắc không? Chắc. Thôi được rồi, để tao qua tao hỏi anh Khanh. Anh Khanh, anh hai của Mỹ Lệ là bạn của Nghĩa đó. Nghĩa bồ mày, để anh hỏi là ra liền à. Thôi thôi, đừng có đi mà. Tao làm sát hỏi này cho mà. Dạ, thật sự là anh Thơ hơi ghen tị á. Sao vậy? Tao nói thời gian gần đây xuất hiện đài Vĩnh Long nhiều quá à. Ủa chị mà chứ... toàn là game show nổi tiếng, game show lớn không á. Thì chứ anh Thơ xuất hiện nhìn này mấy năm rồi đó làm sao? Ta cống hiến gần chục năm rồi chứ bộ. Kính thưa quý vị, cũng rất là vui mà cũng rất là có cái duyên may. Mình nghĩ đây là cái duyên với là đài Vĩnh Long. Thì khi mà tham gia chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng á, thì đội Tỏa Sáng của Gia Bảo thì được rất là nhiều khán giả yêu mến. Đúng cũng rồi. Như là được rất là nhiều quý vị ban giám khảo cũng như là những quý vị bên đài truyền hình Vĩnh Long cũng rất là thích. Tại vì đội của Gia Bảo là lúc đầu là mình quy định với tất cả các thành viên như chị Khánh Ngọc với anh Quân là đội của mình làm gì làm nó phải đặt cái tính ý nghĩa là đầu tiên. Mình diễn có cái tính giải trí, nhưng mà bên cạnh đó để cho một cái gì đó gửi gắm đến cho khán giả, chứ không phải mình chỉ làm trò rồi cho vui rồi thôi. Rồi nó không để là cái gì. Ai cũng nói ủa sao Gia Bảo là một nghệ sĩ hài, rồi một người mà hay giả gái, mà sao trong chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng là không có thấy quậy mà không thấy giả gái. Mà nó khoan cái gì để từ từ. Thì tới cái số cuối cùng là cái số đỉnh điểm luôn. Thì Gia Bảo với Khánh Ngọc với anh Quân chọn cái trích đoạn là Phụng Nghi Đình, Lữ Bố Hí Điêu Thuyền. Và một cái điều đặc biệt là anh Quân là người Bắc là lần đầu tiên diễn cải lương Hồ Quản. Rồi chị Khánh Ngọc là đào mà giả kép. Rồi Gia Bảo lại là kép mà giả đào. Thì tất cả những cái gì hay nhất là trong cái đêm chung kết. Màu loạn sai đắm kề bên má vẫn hương nồng, làm ngước ngay tâm hồn anh. Những chàng áo giá phong sương, ôi người ơi anh hùng đến từ đâu? Xin dừng chân đôi bước cùng
cùng em nhấm chén rượu đào, mình ngắm sao trên bầu trời đêm. Mỹ nhân đến đây với ta, chạy đâu cho thoát. Thì sau cái chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng đó thì Gia Bảo nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị khán giả Vĩnh Long. Hãy mình về Vĩnh Long cái là bà con bố luôn đổi tỏa sáng, Gia Bảo tỏa sáng. Rồi có người kêu Gia Bảo điêu thuyền. Thì điều đó điều mình rất là vui. Thì sau đó thì nhận được rất là nhiều lời mời từ đài Vĩnh Long như là tham gia chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Thì hai vợ chồng Gia Bảo cũng tham gia chương trình đó. Là vậy đó, hai vợ chồng tham gia chương trình đó cũng thắng giải nhất luôn. Rồi tham gia Thần Tài Gõ Cửa đó, rồi gần đây nhất là được giao một cái trọng trách rất là lớn là điều hành một cái chương trình gọi là Vượt Qua Thử Thách. Thì khi mà tham gia mình cũng cái đầu tiên á là mình sợ, tại vì mình Gia Bảo mà còn sợ hồi trước giờ mình không có làm MC phải không cái những cái lời á, những cái lời dẫn dắt rất là nhiều, dẫn vô câu chuyện rất là nhiều, rồi dẫn đến những cái hoàn cảnh, rồi lại phải mình hỏi những cái câu hỏi rất là chân tình đến cho những cái người mà người ta tham gia. Thì những người đó họ không phải là nghệ sĩ, cho nên họ rất là mới lạ với mọi thứ, mới lạ với máy quay, rồi mới lạ với micro. Đúng rồi. Cầm micro không biết cầm nữa. Rồi quan trọng là mình hỏi như thế nào để mình có thể xoáy vào những cái nỗi lòng của người ta. Tại vì mình hỏi mà người ta cảm thấy người ta tin tưởng, người ta được một cái sự đồng cảm thì người ta mới trả lời thật lòng được. Nhiều cái trường hợp mình cũng hỏi mà mình người ta chưa khóc mình khóc trước rồi. Rồi mình sao mà mình không biết sao mà mình cảm thấy mình khâm phục những người đó quá. Có những người phụ nữ ha, có cái cô đó cổ năm nay là cổ cũng 50 mấy 60 tuổi rồi, mà chồng thì bị bệnh nằm liệt chỗ. Rồi hai người con, một người tâm thần, người cũng liệt chỗ luôn. Một mình cổ phải lo chả cả gia đình mà lúc nào cũng vui, đến với chương trình rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười, thắng cũng cười mà không thắng cũng cười đó. Thì mình cũng thấy cổ thua mình cũng lo trong lòng, mình nói chết rồi, bây giờ cổ thua rồi, bây giờ không có đem được nhiều tiền về rồi sao mà trả nợ, rồi sao lo cho gia đình. Thì cũng may mắn quá là chương trình Vượt Qua Thử Thách có một cái điều mới là có một cái rút thăm may mắn, thì có một căn nhà mơ ước trị giá 39 triệu. Gia Bảo mở cái lá thăm nó ra mà khi mà thấy cái hình vuông vuông là mình hết hồn rồi. Rồi khi mà mở ra mà thấy 39 triệu một cái, trời, cổ đứng mà cổ nhảy cả tưng luôn, là mình mở ra mà mình khóc trước cổ luôn, mình cũng xúc động quá, mình thấy mà mừng quá. Tội nghiệp lắm, thấy cổ tới cổ tham gia chương trình mà không có dép mang nữa. Nghe những cái gì mà Gia Bảo vừa mới chia sẻ bây giờ, anh Thơ biết chắc chắn là bây giờ bạn đang có rất là nhiều cảm xúc, đúng không? Đúng rồi. Thì anh Thơ nghĩ là cái việc mà bạn tham gia cái chương trình Vượt Qua Thử Thách của đài truyền hình Vĩnh Long, nó không chỉ là một cái việc mà bạn có thể mang được thật là nhiều những cái điều may mắn, những cái ý nghĩa đến cho bà con, mà bên cạnh đó cũng chính chương trình đã mang lại cho bạn rất là nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của bản thân mình, đúng không? Đúng rồi. Thật ra Gia Bảo tham gia chương trình này á, mình thật ra trước giờ đó thì Bảo không có làm việc ngoài nắng nhiều, làm gì cũng ở trong mát không à. Rồi mình diễn kịch ở trên sân khấu cũng trong mát. Rồi đi quay hình này nó cũng trong mát. Rồi mà khi mà tham gia Vượt Qua Thử Thách là coi như là đứng ngoài nắng suốt 100% luôn, mà một ngày quay mấy kem là trời nắng nhiều là hưởng hết, tới giờ cái lỗ mũi nó còn đỏ đỏ, nó lột da nó chưa hết. Tôi chọn logo nào? Tôi chọn logo ba lá xanh. 39 triệu đồng. Kính thưa quý bà con, tổng cộng 2 vòng thi và lần rút logo đầu tiên, chị Huyền có được là 25 triệu đồng. Xin chúc mừng chị Huyền. Và lần rút logo cuối cùng cũng là lần may mắn nhất, chị Huyền đã có được một ngôi nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng. Xin chúc mừng chị Huyền. Tổng cộng gia đình chị Huyền có được một số tiền rất là lớn, đó là 64 triệu đồng. Xin chúc mừng chị Huyền. Và thực sự là ngày hôm nay khi mà nghe Gia Bảo chia sẻ vậy thì cũng rất là cảm ơn những cái cảm xúc, những cái tình cảm và cái sự nhiệt tình của bạn dành cho chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long. Và hy vọng là trong thời gian tới đây thì ngoài những cái chương trình mà bạn đang tham gia ra thì bạn cũng sẽ có thêm thật là nhiều những cái sự đóng góp cống hiến của mình dành cho khán giả của đài. À, bây giờ thì anh Thơ muốn chúng ta cùng quay trở lại với những cái công việc mà chính của Gia Bảo, đó là một diễn viên, một nghệ sĩ hài. Thì không biết là thời gian vừa rồi thì có những cái dự án nào mà đặc biệt có thể chia sẻ với quý vị khán giả có được không? À, kính thưa quý vị, thật sự mà nói năm 2014 này, Gia Bảo có thể coi đây là một cái năm rất là thành công với Gia Bảo.
Thì đầu năm là Gia Bảo cùng vợ của mình là Thanh Hiền, thì hai vợ chồng có lên cái ý tưởng thì mới xin phép cho gia đình. Thì mình xin phép mình nói bây giờ mình muốn làm một cái, những cái đêm diễn kỷ niệm cho đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga, là một cái đoàn mà rất là nổi tiếng từ xưa tới giờ, rất là nhiều quý vị khán giả mà trên 30-35 tuổi là đều biết đến đoàn Thanh Minh Thanh Nga hết. Thì Gia Bảo nói bây giờ những cái nghệ sĩ mà còn gắn bó với đoàn bây giờ đã lớn tuổi quá rồi, mà nếu như bây giờ mình không làm thì sợ không kịp nữa đó. Thì khi mà xin ý kiến ông nội Bảo Quốc cũng như là bác Hữu Châu, là hai người mà nghệ sĩ mà trong gia đình bây giờ là vẫn còn là trụ cột, thì Gia Bảo nói cái tâm mình thật sự mình như thế nào, thì mình nói bây giờ mình muốn làm để kỷ niệm cho đoàn gia đình. Thứ nhất là mình làm cái đêm diễn này để làm gì? Để một cái gì đó kỷ niệm, hoài niệm về cái đoàn mà đã từng lừng lẫy trước đây. Cái thứ nhì là mình coi như đây là một cái món quà mà đoàn Thanh Minh Thanh Nga gửi tặng đến cho quý vị khán giả của Thanh Minh Thanh Nga nói riêng, cũng như quý vị khán giả yêu cải lương nói chung. Là thật sự bây giờ ở Sài Gòn muốn đi coi cải lương không biết coi ở đâu hết. Bây giờ các tụ điểm cải lương thì bây giờ thưa dần rồi, không còn địa điểm đi diễn nữa. Thì bà con người ta muốn coi cải lương, nó không biết coi ở đâu hết trơn á. Mà người yêu cải lương thì còn nhiều lắm. Đúng rồi. Thì khi Gia Bảo quyết định làm cái chương trình này thì ông nội cũng có nói là gia đình ủng hộ hết mình, tại đây là một cái ý tưởng tốt. Gia Bảo đứng trước bàn thờ của bà Thanh Nga, Gia Bảo xin. Gia Bảo nói bà, Gia Bảo kêu là bà nội ba. Nói bà nội ba ơi, thật sự đây là cái tấm lòng của con muốn làm một cái kỷ niệm cho gia đình của mình. Thì nếu như mà bà nội ba đồng ý cho con làm thì phù hộ cho con là tất cả những cái bước đường mà mình chuẩn bị, những cái khâu chuẩn bị, nếu mà nó thành công hết thì là ở trên cho mình làm. Còn nếu như mình làm mà mình gặp cái gì đó mà cái thất bại, một cái trật vuột, mà cái gì cũng trật hết á, thì mình thấy là không có cho làm. Mình tâm linh như vậy. Thì sao may mắn, không có hiểu sao mà cái gì nó cũng thuận lợi hết trơn á trời. Từ cái khâu mà thuê rạp không phải dễ đâu, nhà hát Bến Thành rất là kẹt lịch. Mà đúng cái lịch mà theo ý mình ngay 8 tháng 3 nữa là cái chuyện khó thể nào mà thuê được. 8 tháng 3 là nằm ngay thứ bảy nữa. Đó, rồi mình làm hai vở luôn chứ không phải một vở, Tiếng Trống Mê Linh, Minh Cầu Dịch Lụa. Rồi một cái điều may mắn nữa là tất cả những nghệ sĩ mà Gia Bảo mời, thường thường một cái chương trình mình mời á, là thí dụ như mình lên kế hoạch 100% đi, thì thường là mình mời được 50% hoặc 60% là mừng lắm rồi. Còn cái này xong mà 100% mà mời hết được 100% luôn. Một cái điều mà mình không thể nào mình tưởng tượng nữa, mà rất là mừng. Tại vì các nghệ sĩ người ta đều yêu mến đoàn Thanh Minh Thanh Nga, cũng như đều yêu mến bà Thanh Nga, cho nên mà khi mời cái là nhận lời liền. Cái những người mà Gia Bảo mời mà nghĩ là chắc rất là khó, như là danh hài Hoài Linh hay là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, là những người đó rất là khó mời. Nhưng mà khi mà mình mời thì chú Thành Lộc nói một câu, nếu như bây giờ chương trình kêu chú Lộc ra làm một cái người múa thì chú Lộc cũng làm nữa, chứ không có cần phải là đóng một cái vai lớn. Rồi tất cả những nghệ sĩ, đàn cô, đàn chú, đàn anh, đàn chị đều đồng ý hết. Rồi một cái duyên may nữa là những nghệ sĩ ở hải ngoại tự nhiên là cũng ngay thời điểm đó mà về luôn. Như là cô Phượng Liên hay là cô Thanh Hằng hay cô Phương Hồng Thủy đã định cư nước ngoài từ rất nhiều năm rồi. Rồi tự nhiên ngay cái thời điểm đó, tự nhiên làm như bà Thanh Nga muốn hay sao, cái tất cả mọi người đều về hết, quay quần nhau. Những cái đêm diễn rất là xúc động. Thật sự mà nói, khi mà trên màn hình mà chiếu hình bà Nga lên là trong cánh gà các nghệ sĩ khóc hết. Nghệ sĩ Ngọc Giàu, nghệ sĩ Hồng Nga vậy là đứng khóc hết, chịu không nổi. Rồi những cái đêm diễn là những coi như là nhiều nghệ sĩ, như là nghệ sĩ ưu tú Bạch Lan cũng rất là xúc động. Thì Bảo cũng có giao lưu với khán giả là biết cuộc đời Út còn có thể tham gia những chương trình lớn như thế này nữa không, hay lần này là lần cuối cùng rồi. Thì điều đó làm cho mình rất là chạnh lòng, mà mình mà mừng một cái là mình thấy mình đã làm được một cái điều đúng. Thì cái điều đó mình rất là hạnh phúc, và được báo đài cũng như được khán giả cũng như được các ban ngành quan tâm rất là nhiều, mà chương trình may mắn được gọi là đại thành công. Vâng ạ, khi mà Gia Bảo nhắc lại cái đêm diễn đó thì thực sự là anh Thơ cũng có rất là nhiều cảm xúc. Chắc chắn đây không phải là một cái đêm diễn mà có nhiều ý nghĩa đối với riêng các thế hệ nghệ sĩ. Bên cạnh đó thì những cái thế hệ khán giả, những người đã dành trọn cái tình yêu, tình cảm của mình cho một cái nền cải lương của nước nhà những cái thời kỳ trước nữa, thì chắc chắn là đây cũng là một cái đêm diễn mà để lại một cái dấu ấn rất là lớn. Thì đó, như hồi nãy Gia Bảo có nói là mọi người không biết là còn được tham gia một cái show diễn nào giống như vậy nữa hay không, thì bây giờ có khi đó lại một trọng trách cho mình nữa đó. Kính thưa quý vị, khi mà cái 4 đêm diễn đó đều thành công hết là mỗi điều mà không ai có thể tưởng tượng được.
ngay cả các cô chú lớn cũng khi mà họ tập là họ tập hết mình, nhìn rất là xúc động. Như chú Thanh Sang là năm nay là 70 mấy tuổi rồi, đi đứng rất khó khăn, nhưng mà khi ca giọng cổ là ca rất là ngọt ngào, mà diễn mà cái lớp quỳ là quỳ thiệt, diễn là diễn thiệt chứ không có kiểu mà diễn mà lơi lơi lướt lướt. Rồi khi mà bốn cái suất diễn trôi qua đều thành công quá, đến nỗi mà khán giả yêu cầu phải thêm một suất nữa, cái phải thêm một suất chiều. Vậy không còn lịch nữa, cô Phượng Liên phải đi về nước. Thì thêm một suất chiều, thì cái suất chiều đó nó cũng hết vé luôn. Thì lâu lắm rồi cải lương mới có được cái cảm giác đó, 2 giờ mấy, gần 3 giờ mở màn. Mà cái suất đó cũng hết vé, rồi cái suất tối cũng hết luôn. Thì cái điều rất là vui. Thì cũng rất là nhiều quý vị khán giả lớn tuổi, có những người đi xe lăn tới xem, có những người là lớn tuổi lắm rồi cũng đến xem. Thì khi mà xem thì cũng có nhắn gửi đến bác Hữu Châu, cũng như nhắn gửi tới ông nội, cũng như có nhắn gửi tới Gia Bảo là làm nữa đi, làm thêm nữa đi, làm thêm nữa đi cho tụi tôi coi rồi tụi tôi chết. Nói câu thì mình nghe mình đứt ruột đứt gan quá. Thì cũng hy vọng là tại cái này là cái duyên may, nếu như mà thật sự mà có duyên mà có thể mà ơn trên đồng ý cho làm nữa thì mình sẽ tiếp tục mình làm. Thì sẽ một cái dịp nào đó nếu như mà tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ còn tiếp tục. Hy vọng là như vậy. Rồi, còn với vai trò là một diễn viên, tại vì Gia Bảo cũng tham gia rất là nhiều những cái bộ phim trên truyền hình nữa, mà toàn là đóng vai các bạn những nhân nhảnh nữa đúng không ạ? Thì không biết là trong thời gian tới đây mình có dự định là mình tham gia một cái dự án phim nào không? Phim truyền hình thì năm nay cũng đóng được 3 phim. Đóng được 3 phim thì được một phim mà khán giả cũng xem rất nhiều và cũng rất yêu thích, mà giá mình thì nhỏ thôi. Đó là phim Cha Rơi. Thì mình là một ông giám đốc mà rất là hung dữ, phải xuất hiện là la mắng chú Thành Lộc. Ở ngoài đời thì mình lại là chú Lộc lại là sếp của mình. Hai chú cháu cùng cộng tác ở sân khấu Indicap. Dạ, cậu đi liền đi. Dạ dạ, em biết rồi. Anh đi đâu? Dạ em đi giao. Đi vô. Dạ. Ông định đâu? Tất cả mọi người nhìn đây, hợp đồng nhân viên dịch xong, ông có đọc lại không? Hả? Sự tất chấp đã bắt đầu lớn dần và lây lan trong cái phòng này. Tại sao vậy? Anh nói đi. Từng người một phải nói cho tôi biết, tôi phải khắc phục như thế nào đây? Hả? Cô, đứng lên. Cô nói đi, bản dịch này là của ai? Dạ thưa giám đốc, nếu tôi không lầm thì đây là bản dịch của chú Định. Tôi thấy công việc giao cho chú Định như vậy là quá tải, sơ suất chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nào? Ông Định, ông cho tôi biết ý kiến riêng của ông, có quá tải đối với ông hay không? Chú Định, nói đi chú. Chú nói đi. Chú mạnh dạn nói ra đi chú. Anh Định, nói cho giám đốc nghe đi chú. Chú im lặng hoài vậy. Nói đi chú Định, nói đi, nói đi. Nói đi chú. Ở đây mọi người ta ủng hộ đó. Dạ thưa, tôi không có ý gì đâu ạ. Trời ơi, trời. Mọi người thấy chưa? Nói gì vậy? Chú nói gì đi chú. Tôi muốn đây là lần chót. Nếu tái phạm sẽ có hình phạt cao nhất đối với bất cứ ai. Bây giờ làm sao? Thiệt đó. Anh làm cái gì ở đây? Dạ em đi giao. Đi giao sao không đi? Hồi nãy anh kêu em đi vô. Chuyện này không có liên quan đến anh. Đi giao lẹ đi. Trễ hẹn người ta bây giờ. Lẹ đi. Dạ. Thì hiện tại thì Gia Bảo đang đóng phim Cuộc Phiêu Lưu của Hai Lúa phần 2 chung với chú Thanh Nam.
Thì đây cũng là một cái phim mà hy vọng là bà con cũng sẽ ủng hộ như là cái phần 1 cách đây 6 năm. Thì cũng chuẩn bị tham gia phim Kẻ Thù Giấu Mặt của đạo diễn Phương Điền. Rồi phim Chiếu Tết thì cũng tham gia phim Siêu Nhân X của anh Nguyễn Quang Dũng. Một cái vai cũng nhỏ thôi, nhưng mà cũng hy vọng là được quý vị khán giả xem và yêu thích nhiều. Vậy là năm vừa rồi, năm 2014 là một năm vô cùng sôi động. Như hoạt động rất là sôi nổi của Gia Bảo thì chắc chắn là cũng hứa hẹn một năm 2015 cũng sôi động không kém đúng không? Thì năm 2015 thì mình cũng đã có những cái dự định cho riêng mình. Thì bây giờ thì cũng chưa dám bật mí, tại vì mình không biết mình làm được tới đâu. Nhưng mà hy vọng là quý vị ủng hộ Gia Bảo năm 2015 sẽ có nhiều cái dự án bất ngờ hơn nữa. Chắc chắn là cứ nói tới Gia Bảo là sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ. Vâng ạ, ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn Gia Bảo rất là nhiều. Thực sự là chúng ta vừa rồi một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng mình đã có một cuộc trò chuyện rất là cởi mở và rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn Gia Bảo rất là nhiều. Chúc cho bạn sẽ gặt hái được thật là nhiều thành công ở tất cả những cái kế hoạch, những cái dự định, những cái dự án của bạn trong thời gian tới. Và cũng như là chúc cho cuộc sống riêng sẽ tràn ngập tiếng cười. Một lần nữa Gia Bảo cũng cảm ơn anh Thơ rất nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài. Hy vọng sắp tới sẽ gặp quý vị khán giả ở nhiều chương trình khác nữa. Chào tạm biệt quý vị. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.